À thì, các quan thượng hàng ngày giao tiếp với chúng ta nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Từ ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói tới cả những pha cào cấu cắn xé. Nếu bạn đang xem video này mà có nuôi mèo, hãy đeo tai nghe hoặc cho nhỏ âm lượng để đề phòng bất chắc. Cùng tìm hiểu nào. Âm thanh, tiếng gừ gừ. Đây là âm thanh được tạo ra trong cổ họng của hầu hết các loài mèo. Người ta thường tin rằng chỉ những con mèo thuộc chi Felis, tức các loài mèo cỡ nhỏ mới có thể kêu gừ gừ. Bây giờ người ta đã biết hổ, sư tử, báo đốm và báo hoa mai cũng tạo ra âm thanh tương tự như tiếng gừ gừ, nhưng chỉ khi thở ra. Tiếng gừ gừ thường được cho là biểu thị trạng thái cảm xúc tích cực, nhưng mèo đôi khi kêu gừ gừ khi chúng ốm căng thẳng hoặc trải qua những khoảnh khắc đau thương hoặc đau đớn một định nghĩa mở rộng hơn là tiếng gừ gừ báo hiệu một tâm trạng xã hội thân thiện và nó có thể được đưa ra như một tín hiệu cho bác sĩ si thú y từ một con mèo bị thương cho biết nó cần có tình bạn hoặc như một tín hiệu cho con sen là lời cảm ơn bạn vì tình bạn đã trao tặng nghe mà ấm lòng chưa mèo mèo đây là âm thanh quen thuộc nhất của mèo mew là tiếng mèo the thế thường được phát ra bởi mèo con trong nhà nó được sử dụng để thu hút sự chú ý từ mèo mẹ nhưng chúng cũng được sử dụng bởi mèo trưởng thành vào khoảng 3 đến 4 tuần tuổi, mèo con không kêu meo meo khi có ít nhất một bạn cùng lứa và khi được 4 đến 5 tháng tuổi, mèo con ngừng kêu meo meo hoàn toàn. Mèo trưởng thành hiếm khi kêu meo meo với nhau và do đó, việc mèo trưởng thành kêu meo meo với con người có thể là sự mở rộng của tiếng kêu meo meo của mèo con sau khi thuần hóa. Tiếng meo meo có thể quyết đoán, ai oán, thân thiện, táo bạo, chào đón, thu hút sự chú ý, đòi hỏi hoặc phản nàn. Tương ứng với các cảm xúc mà quàng thượng đang muốn thể hiện. Mặc dù các video dường như cho thấy mèo nói bằng ngôn ngữ của con người thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng sự khác biệt trong giọng nói của mèo khiến chúng không thể phát âm chính xác ngôn ngữ của con người. Thay vào đó, các chuyên gia về hành vi động vật giải thích rằng chúng đang sửa đổi cách phát âm meo meo để bắt chước một số từ nhất định của con người. Ví dụ, một con mèo thường xuyên nghe thấy chủ nhân của nó nói, "Không, có thể học cách sử dụng mờ" với giọng trầm. No, 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 tiếng kêu ríu rít. Tiếng kêu ríu rít nghe như tiếng meo meo lăn trên lưỡi. Nó thường được mèo mẹ sử dụng để gọi mèo con vào tổ. Như vậy, mèo con nhận ra tiếng kêu của mẹ mình nhưng không đáp lại tiếng kêu của mèo mẹ khác. Nó cũng được sử dụng bởi những con mèo thân thiện khi chúng nhận ra rằng một con mèo khác hoặc một con người đang đến gần. Vì vậy, mọi người có thể bắt chước âm thanh này để trấn an và chào đón mèo cưng. Mèo đôi khi phát ra những tiếng kêu ríu rít khi quan sát hoặc rình dập con mồi, như này đây. Tiếng gầm gừ, khè, rít và khạc. Tiếng gầm gừ, gầm gừ và rít đều là những âm thanh liên quan đến hành vi hung hăng tấn công hoặc phòng thủ. Chúng thường đi kèm với một màn trình diễn tư thế nhằm mục đích tạo hiệu ứng hình ảnh về mối đe dọa được nhận thức. Sự giao tiếp có thể nhắm vào mèo cũng như các loài khác, điệu bộ rít lên và khạc của mèo đối với một con chó đang đến gần là một hành vi phổ biến. Mèo rít lên khi chúng giật mình, sợ hãi, tức giận hoặc đau đớn, cũng để xua đuổi những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của nó nếu cảnh báo bằng tiếng rít và gầm gừ không loại bỏ được mối đe dọa thì một cuộc tấn công có thể xảy ra ơ ờ nhớ cưng cái mà cứ hừ với vả mèo con từ 2 đến 3 tuần tuổi có thể rít và khạc khi được người bé lần đầu tiên khạc là một phiên bản ngắn hơn nhưng to hơn và mạnh mẽ hơn của tiếng rít tiếng gọi là một âm thanh lớn nhịp nhàng được phát ra khi ngậm miệng nó chủ yếu liên quan đến việc mèo cái gạ gẫm con đực và đôi khi xảy ra ở con đực khi đánh nhau tiếng hú tiếng ngân và tiếng rên rỉ những âm thanh này thường được sử dụng trong các tình huống đe dọa đây là điều mà mình cảnh báo từ đầu video bởi sau khi nghe được tiếng gọi mê hồn kia thì giới đoạn này Cú báo thủ nhà mình đang mê mẩn nghe tiếng gái bỗng giật thoát, mất hồn mất vía nhảy lên ôm lấy cào cấu mình như này đây. Tư thế, tư thế của một con mèo truyền đạt cảm xúc của nó. Vì vậy, tốt nhất nên quan sát hành vi tự nhiên của chúng khi chúng ở một mình, với con người hoặc với các động vật khác. Tư thế của mèo có thể thân thiện hoặc hung hăng tùy theo tình huống. Một số tư thế mèo cơ bản và quen thuộc nhất bao gồm: Thư giãn. Khi mèo được nhìn thấy nằm nghiêng hoặc ngồi, hơi thở của nó chậm đến bình thường, chân cong hoặc chân sau dang ra hoặc duỗi ra. Đuôi được cuốn lỏng lẻo, kéo dài hoặc giơ lên. Khi bình tĩnh, chúng có xu hướng đứng yên với cái đuôi tĩnh lặng duỗi người. Một tư thế khác cho thấy con mèo đang thư giãn. Khi mèo nằm ngửa với phần bụng lộ ra, chúng đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương. Do đó, tư thế này có thể truyền đạt cảm giác tin cậy hoặc thoải mái. Chúng cũng có thể lăn ngửa để tự vệ bằng móng vuốt hoặc để đắm mình ở những nơi có ánh nắng chói chang. Ngáp, chỉ ngáp hoặc kết hợp với duỗi người, một tư thế khác của một con mèo đang thư giãn. Miệng mở và không có răng lộ ra cho thấy sự vui tươi. Cảnh báo, con mèo đang nằm sấp hoặc có thể đang ngồi, lưng của nó gần như nằm ngang khi đứng và di chuyển. Nó thở bình thường, chân cong hoặc duỗi khi đứng, đuôi của nó cong về phía sau hoặc thẳng lên trên và có thể co giật khi hướng xuống dưới căng thẳng nằm sấp lưng thấp hơn phần thân trên khi đứng hoặc di chuyển về phía sau hai chân sau của nó cong lại và hai chân trước duỗi thẳng khi đứng đuôi sắt vào cơ thể căng hoặc cong xuống có thể co giật khi mèo đứng lên lo lắng mèo nằm sấp trong khi phần sau của cơ thể thấp hơn rõ rệt so với phần trước khi mèo đứng hoặc di chuyển chết em nhầm em xin lỗi ạ à. hơi thở của nó có thể nhanh và chân của nó nằm gọn dưới cơ thể đuôi nằm sát thân và có thể cong về phía trước hoặc sắt vào thân khi đứng cho đuôi di chuyển lên xuống hoặc sang hai bên tư thế sợ hãi khi mèo nằm sấp hoặc cúi trực tiếp trên bàn chân của nó Toàn bộ cơ thể của nó có thể rung và rất gần mặt đất khi đứng lên, hơi thở nhanh, hai chân cong gần bề mặt, đuôi cong và rất sát với cơ thể khi đứng bằng bốn chân. Do đó, một con mèo sợ hãi và phòng thủ sẽ thu mình nhỏ hơn, cúi thấp người xuống đất, cong lưng và nghiêng người ra khỏi mối đe dọa thay vì về phía trước. Đánh nhau thường chỉ xảy ra khi không thể trốn thoát. Tư thế tự tin, mèo có thể đi lại thoải mái hơn với cái đuôi hướng lên trời. Mèo thường đi qua các ngôi nhà với chiếc đuôi dựng cao phía trên, khiến chúng trông to lớn và thanh lịch hơn. Kinh hoàng, con mèo nằm ngay trên bàn chân của nó, có thể thấy rõ sự run rẩy ở một số bộ phận trên cơ thể đuôi của nó nằm sát cơ thể và có thể dựng lên cùng với lông ở phía sau chân rất cứng hoặc uốn cong để tăng kích thước thông thường mèo tránh tiếp xúc khi chúng cảm thấy bị đe dọa mặc dù chúng có thể sử dụng các mức độ hung hăng khác nhau khi cảm thấy bị dồn vào chân tường hoặc khi không thể trốn thoát hung dữ hai chân sau cứng lại mông nâng cao nhưng lưng vẫn phẳng trong khi lông đuôi dựng đứng mũi được đẩy về phía trước và tai hơi kéo về phía sau và bởi vì mèo có cả móng vuốt và răng nên chúng có thể dễ dàng gây thương tích nếu đánh nhau vì vậy tư thế này là một nỗ lực nhằm khơi gợi sự tôn trọng từ đối thủ mà không cần đánh nhau cố gắng khiến những kẻ thách thức rút lui và sẽ truy đuổi nếu không bỏ chạy tai mèo có thể thay đổi vị trí của tai rất nhanh và liên tục từ thẳng đứng khi mèo tỉnh táo và tập trung hơi thả lỏng khi mèo bình tĩnh và dẹp sắt đầu khi cực kỳ phòng thủ hoặc hung dữ ở mèo đôi tai dẹp thường cho thấy nó cảm thấy bị đe dọa và có thể tấn công mắt một cái nhìn chằm chằm trực tiếp của một con mèo thường truyền đạt một thách thức hoặc mối đe dọa và có nhiều khả năng được nhìn thấy ở những con mèo cấp cao hơn những con mèo có thứ hạng thấp hơn thường rút lui để đáp lại cái nhìn chằm chằm trực tiếp thường được sử dụng khi săn mồi hoặc vì lý do lãnh thổ ngược lại với cái nhìn chằm chằm trực tiếp mèo sẽ hạ mí mắt xuống hoặc chớp mắt từ từ để thể hiện sự tin tưởng và tình cảm với con sen theo Gary Wetman, một bác sĩ thú y và tác giả động vật được cấp phép, loại ngôn ngữ cơ thể của mèo này tương tự như nụ hôn của mèo con. Wetman khuyến khích những người nuôi mèo bắt chước hành vi này để thể hiện tình cảm, nhưng nó sẽ củng cố một vị trí không đe dọa. Hành vi này không chỉ xảy ra ở mèo nhà mà còn ở mèo hoang dã. Và vì trong tự nhiên, chúng có tính lãnh thổ nên chúng chấp bắt chậm rãi với những con mèo khác để thể hiện thái độ thân thiện hoặc không đe dọa. Đuôi. Mèo thường sử dụng đuôi để giao tiếp, như các trường hợp mình vừa kể trên. Ngoài ra, khi chơi đùa, một con mèo, hay phổ biến hơn là mèo con, sẽ dựng gốc đuôi lên cao và cứng toàn bộ trừ phần chóp đuôi thành hình chữ U lộn ngược. Điều này báo hiệu sự phấn khích tột độ đến mức hiếu động thái quá. Nó cũng có thể được nhìn thấy khi những con mèo nhỏ hơn giật đuổi nhau hoặc khi chúng tự chạy xung quanh và khi chào hỏi con sen, mèo thường dựng đuôi thẳng lên kèm theo động tác run rẩy biểu thị sự vô cùng hạnh phúc. Ái chà, hóa ra không phải cà khịa à. Hoạt động liên quan tới xúc giác, liếm, mèo thường liếm những con mèo khác để trải lông cho nhau hoặc để gắn kết. Việc trải lông này thường được thực hiện giữa những con mèo quen thuộc. Đôi khi chúng cũng liếm người, điều này có thể biểu thị tình cảm. Nhào nặn, đôi khi mèo liên tục giẫm bàn chân trước của chúng lên người hoặc vật mềm bằng động tác nhào nặn. Đây là bản năng của mèo con và mèo trưởng thành và có lẽ bắt nguồn từ hành động dùng để kích thích mèo mẹ tiết sữa trong thời gian cho con bú. Mèo con nhào vú trong khi bú, sử dụng từng chi trước theo kiểu sen kẽ để ấn vào tuyến vú để kích thích tiết sữa. Việc nhào nặn cũng có thể bắt nguồn từ những con mèo cổ xưa trong tự nhiên, chúng phải dẫm cỏ hoặc tán lá để làm tổ tạm thời để nghỉ ngơi. Vì hầu hết các đặc điểm thuần hóa được ưa thích là những đặc điểm sơ sinh hoặc non nhất vẫn tồn tại ở mèo trưởng thành, nên việc nhào nặn có thể là một hành vi còn sót lại ở mèo nhà trưởng thành. Nó cũng có thể kích thích mèo và khiến nó cảm thấy dễ chịu, tương tự như động tác duỗi người của con người. Nhào nặn thường là dấu hiệu báo trước cho giấc ngủ và nhiều con mèo kêu gừ gừ trong khi nhào nặn, điều này thường được coi là biểu thị sự hài lòng và tình cảm. Chúng cũng kêu gừ gừ khi mới sinh, khi bú hoặc khi cố bú núm vú của mẹ. Mối liên hệ chung giữa hai hành vi này có thể xác nhận bằng chứng ủng hộ nguồn gốc của việc nhào nặn như một bản năng còn sót lại. Ban tinh, một số con mèo dụi mặt vào người, dường như là một lời chào thân thiện hoặc thể hiện tình cảm. Hành động xúc giác này được kết hợp với giao tiếp khứu giác khi sự tiếp xúc để lại mùi hương từ các tuyến mùi nằm xung quanh miệng và má. Mèo đôi khi cũng đụng đầu vào người hoặc những con mèo khác bằng phần đầu phía trước, hành động này được gọi là ban tinh. Sự giao tiếp này có thể có yếu tố khứu giác vì có các tuyến mùi ở khu vực này trên cơ thể và có thể nhằm mục đích tìm kiếm sự chú ý khi mèo quay đầu xuống hoặc sang một bên. Cúi đầu và xoa má có thể là biểu hiện của sự thống trị xã hội vì chúng thường được thể hiện bởi một con mèo thống trị đối với cấp dưới. Ơ ờ thế là, hóa ra nó cọ má vào chân mình là coi mình là thằng hầu của nó à? Cắn, cắn nhẹ nhàng, thường đi kèm với tiếng gừ gừ và nhào nặn, có thể thể hiện tình cảm hoặc sự vui đùa. Hướng vào con sen hoặc con mèo khác, những cú cắn mạnh hơn thường kèm theo tiếng rít hoặc gầm gừ thường thể hiện sự hung hăng. Trên đây là toàn bộ các cách mà các quàng tượng dùng để giao tiếp hàng ngày. Bạn thấy còn thiếu điều gì không nhỉ? hãy để lại bình luận cũng như like và subscribe để ủng hộ mình nhé xin chào và hẹn gặp lại